Vòng xoáy nào đưa ta qua bờ bên lạ, vòng xoáy nào đưa ta rời xa mãi nhau. Đời là nghiệt ngã khi ta không vững bước, sẽ là niềm đau chỉ riêng ta chôn giấu. Vòng xoáy nào cho ta tiếng ca lạc loài, vòng xoáy nào cho ta một phút đam mê. Giờ nhìn lại đây quanh ta chỉ nỗi cô đơn, bước chân trượt dài vào nghiệt ngã cuộc đời. Giờ tìm đâu thấy phút giây ngày bình yên ấy, giấc mơ của tuổi thơ xưa chỉ còn mình tôi đơn đau. Đợi chút xíu. Anh Phúc. Anh Phúc. Anh Phúc. Ai đó? Tối qua anh ở đây với con nào vậy? Em hỏi anh tối qua anh ở đây với con nào? Ngồi đi. Tại sao tối qua anh khóa máy? Anh nói đi. Em hỏi tại sao tối qua anh khóa máy? Em bình tĩnh đi. Điện thoại của anh hết pin, anh quên sạc, được chưa? Tôi có thai. Anh muốn bỏ rơi tôi đúng không? Anh nói đi. Anh muốn bỏ rơi tôi đúng không? Em bình tĩnh đi, anh đã nói rồi mà. Anh biết là em đang mang thai.
thì em cũng thừa biết rằng anh không bao giờ muốn bỏ rơi đứa bé trong bụng của em, đúng không? Sao tôi có thể tin anh được chứ? Em phải tin anh. Bây giờ anh đã hứa với ba em rồi. Với lại tối ngày hôm qua anh đã tìm gặp Trang, chia tay với cô ấy rồi. Em biết là trước sau gì anh cũng bỏ cô ta mà. Hôn em đi. Đừng em. Anh sao vậy? Anh chia tay cô ta rồi. Mà đừng nói là anh vẫn còn yêu cô ta nha. Có đúng như vậy không? Được. Tôi sẽ đi phá cái thai này và để cho cô ta phải trả một cái giá đắt nhất. Kim. 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 Anh xin em, em đừng có hại Trang và cả đứa bé trong bụng của em nữa. Họ là những người vô tội. Được. Nếu hôm nay anh quỳ dưới chân tôi và nói yêu tôi thì tôi sẽ giữ lại nó và sẽ không giết cô ta. Sao? Lòng tự trọng của anh quan trọng hơn đứa bé trong bụng tôi và cô ta hả? Hả? Kim. Anh đi quen. Đồ quỷ, đúng là gã khốn mà. Hắn cắn mình như vậy, sao tối nay mình đi làm? Anh thôi đi. Anh vẫn cứ giữ cái thói đó. Anh xài đàn bà kiểu đó, con nào mà chịu nổi anh. Anh coi cái cổ tôi nè. Sao tối hôm qua lúc anh cắn em không nói? Tối mai ghé lại chỗ anh nữa nha. Ừ,
Được rồi, em sẽ ghé. Nhưng mà nè, nhớ nhẹ tay với em chút đó nha. Cái gì mà làm người ta đau muốn chết à? Xin lỗi. Bye. Anh kỳ quá à. Em đi nha, mai em ghé. Con nhỏ nó nhìn ngon á sư huynh. Không những ngon mà còn rất cá tính. Chú mày kiếm anh có chuyện gì không? Thằng Thời nó nghỉ học rồi anh. Con chuột này cũng nhanh chân thiệt. Thằng Luân và Tàng Phong đều là tay chân của ông Bạch, mà thằng Luân thì lại ra mặt bảo vệ cho thằng nhóc con này. Biết đâu thằng Luân ra mặt giúp ai đó, chứ thật sự thằng Thời chẳng thân thích gì với nó. Nếu đứa đứng sau thằng Thời thật sự là một tay có máu mặt thì nó sẽ trở thành miếng mồi ngon để mình săn đấy. Thằng Tam Búa này cũng rất được việc, để nó ra mặt vẫn tốt hơn là mình ra mặt. Chuyện hợp tác giữa đại ca với ba của nó chưa biết sẽ đến đâu. Thế lực của ông Bạch vẫn còn mạnh, phải cẩn thận, nếu không là đứt tay. Để nó ra mặt, mọi chuyện sau này dù thành hay bại mình cũng vô can biến về Hải Phòng. Sư huynh cười gì ạ? Không có chuyện gì. Không có gì, thỉnh thoảng anh vẫn thường như vậy. Chú mày đừng có bận tâm. Đi tìm thằng Thời, làm mọi cách để nó ói ra thông tin về mối quan hệ giữa nó và Luân là gì. Anh tin là con một thằng ghê gớm đứng sau vụ này. Tin anh đi. Có chuyện gì anh không bỏ chú đâu. Anh em mình sống chết có nhau mà. Yên tâm nhá. Anh hai. Có gì đó. Thời Trang, anh hai đi đâu từ hôm qua tới giờ? Con Tiên á, nó lại nhảy nhức đầu muốn chết gì đó. Nó trông anh về ăn cơm đó. Rồi Út đâu rồi? Đi chợ rồi. Cái gì? Sao mày không dẫn nó đi? Nó mới lên đây làm gì biết đường biết xá mà mày để nó đi một mình vậy? Nguy hiểm lắm. Nó đòi đi một mình đó, nó đâu có chịu cho anh dẫn đi đâu. Chắc nó đòi học làm người lớn chứ bộ. À, cái vụ đi học của em là sao rồi? Ngày mai đi lên rút hồ sơ, chuyển trường khác, đợi có khóa mới, rồi mày học chung với bé Tiên luôn. Cái gì? Anh kêu em học chung với bé Tiên hả? Chứ sao nữa? Mày không học chung với nó, mày học chung với ai? Hay là mày muốn học tiếp lại trong trường đó, để suốt ngày đối đầu với đám Tam Búa? Mày muốn sao? Thôi vậy cũng được. Nhưng anh hứa với em là không được nói cho bé Tiên nghe nha. Con nhỏ đó nó hay mét má lắm đó. Nó mét má, má biết được, má buồn tội nghiệp. Anh mà cũng sợ má buồn nữa hả? Rồi, khỏi nói nha, nó nghe rồi. Anh hai, anh hai thấy em có giỏi không? Ừ, giỏi lắm. Nhưng mà nói chỗ biết nha, ở trên Sài Gòn xe cộ đông đúc lắm, đi phải nhìn trước ngó sau, không có đơn giản như ở dưới quê đâu. Dạ. Anh hai, trưa nay Út nấu cơm á, anh hai ở nhà ăn cơm nha. Từ hôm bữa em lên tới giờ anh hai không có ở nhà ngày nào hết á. Anh hai bận lắm. Nhưng mà thôi, trưa nay anh ở nhà ăn cơm với hai đứa. Anh hai, bộ anh hai phải làm việc nhiều lắm hả? Ờ đúng rồi, phải đi làm thì kiếm tiền nhiều để lo cho Út với thằng quỷ này nè ăn học. Rồi sách vở chuẩn bị xong hết chưa? Dạ rồi.
Hôm bữa anh hai gửi tiền về á, má đi chợ má mua cho em hết rồi. Ủa, mà khi nào em được đi học vậy anh hai? Ờ, mấy ngày nữa thôi. Khi nào khai giảng khóa mới, Út với lại thằng này nè, đi học chung. Hai đứa học chung lớp, có chuyện gì nhớ lo lắng cho nhau nghe chưa? Có một người học trước mình 3 năm mà bây giờ phải học cùng lớp. Đừng có cười, cười người hôm trước hôm sau người cười đó con. Chọc quê tao đi, 11 á, tao cho chở tới mùa nội mày luôn. Không dám đâu, đừng có mà mơ. Đừng có bắt người ta chỉ bài cho nha. Thôi được rồi, tao chở. Tại vì á, vì sự nghiệp tương lai sáng lạng lách của tao cho nên tao chấp nhận á, nó nghe. Nhịn không có nhột đâu. Nấu dạ. Cơm đi. Nè, hồ sơ của em. Dạ. Tôi vẫn còn nhớ rõ, em mới đến đây để nộp hồ sơ. Và cũng mới được thầy hiệu trưởng nhận vào đây mà. Sao em lại rút hồ sơ chuyển trường? Môi trường học tập ở đây không tốt với em sao? Dạ dạ không. Dạ thôi, em tạm biệt cô. Ừ. Tại sao mọi chuyện lại thay đổi quá đột ngột chỉ trong một ngày như vậy? Tại sao anh lại viết mail bày tỏ tha thiết chân thành như vậy? Sao lại nói lời chia tay? Thậm chí không chịu đến gặp mình nữa. Tại sao lại không đến gặp mình? Chẳng lẽ đã có chuyện gì khác nữa hay sao? Có chuyện gì mà anh không thể nói với mình, phải dùng đến cách chia tay? Không, em không thể tin anh lại hết yêu em trong thời gian ngắn như vậy. Mày làm sao vậy? Mày bị bệnh thì tao đưa mày về nhà nha. Mày làm sao vậy Trang? Mày nói với cô tao mệt xin về trước. Kìa Trang. Ủa Thu ơi, đang sao vậy em? Dạ, dạ em không biết nữa cô. Tại sao anh không nghe điện thoại? Chị ơi, làm dạ. Ơn cho em gặp anh Phúc. Dạ, dạ cô gặp anh Phúc có chuyện gì không? Dạ, anh Phúc không muốn gặp cô. Tôi cảnh cáo cô, kể từ ngày hôm nay cô không được tới đây gặp cha của con tôi nữa. Đồ vô liêm sỉ. Cái gì? Cha của con cô? Đúng, tôi đã có thai với anh Phúc. Em tới đây làm gì nữa? Anh Phúc, cô ta có thai với anh thật không? À,
Anh nói đi chứ. Nói cho cô ta nghe đi. Đến hôm nay tôi mới thấy rõ được bộ mặt thật của anh. Tôi không ngờ anh lại có thể đối xử với tôi như vậy. Sai lầm này đến chết tôi cũng không quên. Trang, anh tính theo cô ta hả? Chạy theo đi, tôi thách anh đó. Em không yêu anh hả? Em xin lỗi, em phải về. Anh xin lỗi. Đem đưa em về. Anh à, em... Có thể em nói điều này hơi cổ lỗ một chút, nhưng mà nếu mà anh yêu em á, thì anh giữ gìn cho em tới lúc mình chín chắn mình mới cưới được không anh? Anh hứa anh sẽ đợi vì em và vậy cả anh. Làm gì á? Đọc truyện. Đi mua sách hay là đi đọc truyện tranh? Mua sách. Vậy đứng đây làm gì? Thì trong lúc chờ đợi em đi mua sách, anh đọc truyện chút vậy mà. Mua sách được chưa? Cái này hay lắm nè, lại coi đi em. Đó. Hay thì cũng kệ nó. Học dở mà còn đọc truyện tranh. Trời. Mày chị tao hay là tao anh mày? Làm anh thì phải như thế nào chứ? Phải như thế nào? Có còn về hỏi lại anh hai không? Thôi khỏi đi. Phải vậy chứ.
đâu. Taxi. Đó, đón taxi đó. Cái chị khóc nhẹ trong xe hả? Thôi mà chắc không phải đâu. Người giống người thôi. Anh rảnh quá. Đúng là chị Trang mà. Sao chị khóc ngoài đường như vậy ta? Chắc lại cãi nhau với anh Phúc nhà mình rồi. Tình yêu thật là rắc rối. Chuyện gì? Em mới thấy chị Trang khóc ngoài đường á. Tụi hai người cãi nhau hả? Mày nhiều chuyện quá, mày lo học đi. Không cần phải quan tâm đến chuyện này, hiểu chưa? Lại cãi nhau nữa rồi. Hỏi thế gian tình là chi? Nói chuyện cứ như trong phim vậy. Chuyện của người lớn mà mày đặt quan tâm. Ê cái con nhỏ kia, mày mới làm anh quy đổ nhà sách, bây giờ mày về đây mày còn định lên mặt dạy đời tao nữa hả? Nói vậy không phải vậy thôi. Đá một cái bay lên nóc nhà bây giờ tin không? Anh giỏi hả? Anh làm đi, anh giỏi thì anh suốt đi. Làm như người ta là trái banh không bằng. Mày dám thách tao nữa phải không? Phải không? Dám phải không? Hả? Ê anh hai, anh hai cứu em. Anh hai. Anh hai đâu? Anh hai đâu anh hai? À, tội gấp đôi nha con ha. Không có mà nói anh hai ha. Gấp đôi nè. 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 Má, má, má ở nhà mà mày kêu bà ác gì bây giờ. Má. Xạo nè. Má. Xạo nè. Má. Thôi đủ rồi đó mày. Về mét anh hai cho coi. Tối ngày ăn hiếp em hoài. Mét đi. Bộ tao sợ ông lắm hả? Trời mày làm như hồi đó vậy tao sợ ông lắm gì đó. Mét mét. Đẹp quá. Em dễ mét anh hai nè. Suốt ngày cứ coi tivi hoài. Không học hành gì hết á. Muốn công tao nói anh hai cho mày lên đây ăn học. Cái đồ mỏ nhọn. Môi trề. Ông đang nghĩ ngợi gì vậy? Tôi bới cơm cho ông luôn nha. Nè, chưa ăn. Tôi uống chút rồi tôi ăn. Cá có vừa ăn không ông? Ăn cơm thì vừa. Nhậu thì hơi mặn. Cá tôi kho để ăn cơm mà. Thôi vậy thì ông nhắm mồi thịt luộc đi.
Ừ. Ăn đi ông. Bạn trước đi. Ủa, hôm nay ông bị sao vậy? Bà hay thiệt. Tôi uống ít không được sao? Vì vậy tôi mới thấy lạ. Thôi ăn cơm đi ông. Ngày nào mà ông cũng uống ít vậy á, cho tôi nhờ đi. Đây tôi xới cơm cho nè. Ăn đi ông. Tự nhiên sao tôi thấy nhớ con Út quá bà ơi. Mình con Út thôi sao? Tôi á thì tôi nhớ cả ba đứa lận. Cái bà này sao cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Tôi sợ ở nhà thì tội, mà đi á thì nhớ. Bà ăn đi. Bà đừng khóc nữa. Ăn mứt ngon. Tại ông nói trước. Thôi ăn đi bà. Anh Phúc, mở cửa đi. Anh Phúc. Anh làm gì trong này mà tắt đèn tối thui vậy? Sao anh lại tắt điện rồi một mình trong này vậy? Anh cảm thấy mệt mỏi quá. Anh đang cần yên tĩnh một chút. Mình đi ra ngoài đi. Bây giờ em muốn đi ăn gà rán. Anh đưa em đi ha. Bây giờ thực sự là anh không muốn đi đâu hết. Anh đang mệt thì thôi vậy. Em không làm phiền anh nữa. Để em gọi nhân viên gọi đồ ăn cho anh ăn ha. Ừ, vậy cũng được. Để anh gọi. Cho hai suất đồ ăn lên phòng của tôi. Đỡ hơn chưa? Trang. Má. Trang.
Con làm gì mà lấy nhiều đồ ăn dữ vậy? Con ăn. Một mình con ăn hết nhiêu đây hả? Con không sợ lên ký sao? Con đang muốn tăng cân đi má. Muốn tăng cân? Như vậy còn chưa đẹp sao? Dạ chào chú. Ờ đi thẳng bên trong mèo phải nghe con. Dạ. Ờ. Dạ. Mèo phải luôn nghe con. Hôm nay đến sớm vậy con? Lớp này nè. Anh ba, lớp này hả? Ừ. Ngồi đi. Sao không xuống dưới kia ngồi kìa? Không, em thích ngồi bàn này à. Ngồi bàn này hả? Thích thì chịu. Anh ba qua đây ngồi đi. Ừ, mày ngồi bên đó đi, tao ngồi bên đây cho đỡ mắc cỡ. Anh mà cũng biết mắc cỡ nữa hả? Tao biết thân phận của tao mà. Tiền. Dạ. Hình như tôi thấy mấy người ở trong lớp này á, nhìn mặt ai cũng thông minh mà trẻ hơn tao luôn ha. Làm như ai cũng học dốt, già giống như anh vậy á. Giỡn mặt à? Ừ. Anh hai có đăng ký lộn cho mình không? Sao vậy? Sao trong lớp này nữ nhiều hơn nam mày? Ê, hình như con bé nó ngồi đầu bàn bên kia nó kết tao rồi mày ơi. Hả? Chắc nó kêu anh bằng chú quá. Nó kêu tao bằng chú hả? Thì tao kêu nó lại bằng cháu, bình thường thôi. Thôi chú lấy tập ra học bài cho mấy cháu nó học với chú. Ừ? Giỡn mặt à? Kiếm gì vậy? Viết. Cho mượn cái viết đi. Học mà cũng không mang viết hả? Nè. Không chỉ màu đỏ hả? Nè. Không dùng màu xanh luôn hả? Giỡn mặt à? Nè. Ê bà, làm gì ngồi nhìn bà Thảo hoài ha? Chắc là thích bà Thảo rồi đó. Tôi thấy vậy á. Thôi
Muốn ở lại lớp nữa không? Chỉ là làm duyên thôi mà. Anh đang làm gì vậy? Em vô phòng người khác, tại sao không biết gõ cửa mà đẩy cửa vô thẳng vậy? Em tới tìm anh cũng phải gõ cửa nữa hả? À không, ý anh muốn nói là em vào bất ngờ làm cho anh giật mình. Anh không muốn bị động như vậy mà. Anh đang làm chuyện gì mờ ám phải không? Trong phòng làm việc có thể làm điều gì mờ ám được chứ. Vậy khi nào em bắt được quả tang thì em sẽ nói cho anh biết. Cái gì? Em chưa từng thấy ai đi xe đạp mà đội nón bảo hiểm hết đó. Trời ơi, đội nón bảo hiểm, đi xe đạp, mấy anh giao thông mới ảnh mới nể. Xạo, chẳng qua là không có nón kết đội mới lấy nón bảo hiểm của anh hai đội thì có. Sao mày biết hay vậy nhỏ này? Ở chung nhà mà. Bởi vậy người ta nói đúng mà, ở đời lên voi xuống chó. Làm sao? Lúc trước á, ở nhà đi học á, có mấy tên đệ tử đưa đi đón về. Còn bây giờ xuống đây làm xe đạp ôm mới ghê chứ. Để kỳ này tao nói anh hai mua thêm chiếc xe đạp nữa đi. Chứ mỗi ngày đưa mày đi về hai cửa kiểu này chắc chết tao quá. Em nhẹ mà. Bây giờ mày nhẹ, mai mốt mày ăn nhiều rồi mày nặng lên ai chịu nổi. Thôi ráng đi. Rồi mai mốt em chỉ bài cho học lên lớp. Năm nay mà ở lại lớp nữa là đẹp mặt lắm. Ê mày, đừng có trù tầm bậy tầm bạ. Dám dính tùm lum tùm la lắm à. Về rồi kìa. Ủa, sao bữa nay anh hai về buổi trưa vậy ta? Anh hai ơi, anh hai em đi học mới về. Ủa anh hai ngủ hả? Để cho anh hai ngủ. Sao mày ồn quá? Không, anh nhắm mắt để đó thôi. Thì nhắm mắt là ngủ rồi. Anh hai, sao nhìn anh hai lúc nào cũng mệt mỏi hết vậy? Hay là anh hai ở nhà ngủ một ngày cho khỏe đi rồi hãy đi làm hả? Không, anh không sao đâu, Út đừng có lo. Vô nấu cơm cho anh hai ăn đi. Dạ, em đi liền. À mà khoan, anh hai thích ăn món gì? Ờ thì Út nấu món nào, anh ăn món đó hả? Vậy em sẽ nấu những món mà má hay nấu ha. Anh Thời. Cái gì? Ở nhà bắt nồi cơm lên nha. Khỏi dặn, cái nghiệp của tao là vậy rồi mày. Anh hai, anh có chuyện gì sao mà thấy anh ủ rũ vậy anh hai? Có chuyện lớn. Liên quan tới chị Trang đúng không? Đúng không? Ừ, chia tay rồi. Hai người chia tay? Giờ trong ngõ vắng, riêng tôi đứng đây lẻ loi. Biết bước đi đâu về đâu, riêng tôi. Riêng tôi trượt ngã trong cuộc đời. Giờ nhìn lại đây, quanh ta chỉ nỗi cô đơn. Bước chân trượt dài vào nghiệt ngã cuộc đời. Giờ tìm đâu thấy phút giây ngày bình yên ấy.
giấc mơ của tuổi thơ xưa, chỉ còn mình tôi đơn đau. Giờ trong ngõ vắng, riêng tôi đứng đây lẻ loi, biết bước đi đâu về đâu. Riêng tôi trượt ngã trong cuộc đời. Riêng tôi trượt ngã trong cuộc đời.